phải hoan hỉ trước, thật khó quá đi thôi, thật khó quá đi thôi, đời vui quá xa là vui, bạn bè chơi gần xa có thể hút xì gà đây, vô chuyện coi là nhà mình thôi, ở đời vui quá xa là vui, ở đời vui quá xa là vui. Sao thầy bò ba ba xuất xa sông rừng già, khó hiểu khó hiểu quá. Sao thầy bò mẹ cha xót xa nơi rừng già, khó hiểu khó hiểu khó đi. Này các bạn thiện nhân ơi, Đức Phật đã dạy rằng là 13 pháp đầu đà này chiến thắng mọi chướng mà, thành tựu cho ba cõi tự thành qua nơi rồi mà, phước lành mười phương sáng soi, chánh pháp cho sinh khỏi liền, chấm dứt hết thiệt thòi trong cuộc đời vô minh. Ở nơi chốn rừng già thầy bận ngày và đêm nhớ chiến đấu với ma vương vì thương chúng sinh muôn loài. Ở nơi chốn rừng già thầy bận ngày và đêm nhớ chiến đấu với ma vương vì thương chúng sinh muôn loài. Ngũ dục đời không thiếu đâu nhưng khổ đó thật nhiều mà, thầy ơi con đã hiểu ra mà, thầy rời xa ba má vui tu phạm đầu đà thiền định nơi rừng già, lòng từ bi bao la vì chúng sinh khắp muôn loài. Sao thầy bỏ ba má đi tu, lòng từ bi bao la vì chúng sinh khắp muôn loài. Này các bạn thiên nhân ơi, Đức Phật đã dạy rằng là 13 pháp đầu đà này chiến thắng mọi chướng mà, thành tựu cho ba cõi tự thành qua nơi soi mà, phước lành mười phương sáng soi, chánh pháp chúng sinh khỏi liền, chấm dứt hết thiệt thòi trong cuộc đời vô minh. Ở nơi chốn rừng già thầy bận ngày và đêm nhớ ngày và đêm nhớ chiến đấu với ma vương vì thương chúng sinh muôn loài.
có đi tu không? Đi tu, đi tu, đi tu. Nàng rút hai đứa nhảy lên nào. Bất kính. Chưa bấm quay sao? Ngày các ban thiên nhân ơi, Đức Phật đã dạy rằng là người ba pháp đâu đà này chưa thôi chưa mừng mà thành tựu cho bố đôi từ thành bao nhiêu sau này mà phước lành người vương sáng soi tránh phước cho sinh khỏi liền. Trong cuộc đời không muốn cùng gặp.